Ok, và đây là code mà Lucy đã gửi cho mình để mình coi nó như thế nào coi. Cái thoại. Ôi, mình được một cái dưa hấu. Ồ, bệnh viện luôn các bạn. Wow. Một cái kính râm. À, còn con gái nè. Oh my god. Ủa, tức là mình nhận hai set trai và gái luôn các bạn. Wow. Wow, bệnh viện luôn. Trời ơi. Trời ơi, đây là sáu. Đây là chocobo mà. What the heck? Hình như là đây thú cưỡi nè. Đây chocobo đó. Đó. Ta-da. Trời ơi là trời. Đây là con thú cưỡi cực kỳ hiếm. Wow. 1, 2, 3. Hello, chào mọi người, mình là Simi Anh nhá. Và chào mừng các bạn trở lại video của mình. Và chào mọi người đến với video Mini World. Yes, và cũng khá lâu rồi mình cũng chưa gọi là chơi Mini World. Thì khá là nhớ thì hôm nay mình sẽ chơi Mini World. Ủa sao không gặp Lucy ra. Chắc là hôm nay lâu lắm rồi chưa vào, chắc Lucy đi đâu chơi rồi. Ok, thì trở lại với cái world của mình. Đó, các bạn thấy không? Và... Ủa gì vậy? What the heck? Ủa sao cái giỏ của mình? Ủa sao nó đi hết vậy? What? Ủa sao nó... Nó bị ăn trộm nha. Cái gì vậy? Mình nhớ là hồi đấy nó đẹp lắm nha. Sao rồi nó chọc vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Đừng có trộm nha. Lucy ơi! Lucy! Trời ơi, Lucy ơi! Trời ơi, các bạn ơi! Đừng nói là ở nhà mình có cướp nha. Ủa gì vậy? Tippy! Lucy! Lucy! Tôi đấy nè! Lucy! Dạ. Trời ơi, bà nhìn cái ruột của mình nè, sao nó chọc lóc vậy? Đừng có ăn trộm nha. Bà yên tâm đi, bà biết sao mà cái ruột của mình đập không là tại vì hả, tôi bán ruột đi mua skin. Cái gì? Trời ơi, bà bán ruột mua skin á? Thế bây giờ bà bán ruột thì lấy đâu ra đồ ăn mình ăn nữa? Trời ơi. Vẫn còn nè, bây giờ tôi trồng lại không xong rồi, bà đừng con. Trời ơi, bà làm giật mình lắm luôn á. Trời, mới vào mình thấy cái ruột của mình chọc lóc luôn, tự trộm ăn trộm đấy. Ủa mà có skin gì à? Lúc khi sao bà phải bán nguyên cả cái ruộng nhờ? Nghe kinh khủng quá. Simi ơi, để bà muốn coi thử không? Cho bà coi. Thì bà ra đổi rồi coi. Rồi. Ủa cái skin đấy đẹp lắm mà, sao bà phải bán cái ruộng mình nhờ? Trời ơi. Đổi cho bà coi nha. Ok, bà đổi thử coi. Ok, rồi, tôi biết mà. Ok. Đừng nữa, bà mới thấy được. Ok, Lucy đã thoát ra để qua skin đấy thì mình không biết tại sao Lucy lại bán cái ruộng và để đổi skin ra. Chắc là skin này đẹp lắm nhỉ? Trời ơi, đẹp chưa? Wow. Đẹp quá nha. Trời ơi, mùa hè nha. Trời ơi, skin này. Trời ơi, tình ra không chứ tôi cũng có xem qua cái pay của Mini World. Nó mới ra bà có luôn, nó hay vậy. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp quá. Bởi vậy nói mà. Bởi vậy đó là lý do vì sao bà thấy không? Bán nhà, bán đất, bán cửa để mua đó. Thôi nhưng mà thấy cái đất này nó cũng bình thường, nhưng mà bà mua được skin đẹp vậy. Trời ơi, đúng mùa hè luôn á. Wow, trời ơi, sướng ha. Ủa mà cái skin này đắt là bà hiếm không? Lucy, cái skin này hiếm không? Cái này không có hiếm nhờ, bà biết sao không? Sao? Cái skin này là skin mới ra, cho nên là hả, người ta thích lắm mà, chưa ai bán thận để mua đó. Mua phải bán thận đó nha, mà mình chứ cái chỗ là mình cần bán nhà thôi là mình mua được rồi. Trời ơi, mình hiếm quá, trời ơi, đẹp quá, thì mình có một cái nữa. Trời ơi. Thích xài cái skin kia. Bà muốn không Simi để bữa sau tôi dắt bà đi bán ruộng, bán nhà, bán đất. Thôi ơi, nghe bán rồi bán nhà nhất kiểu này bán cái chuồn lợn chuồn heo của tôi quá. Trời ơi, thôi. À Lucy, bọn em bà có cái con gì thú vị không? Tôi bọn em chán người á, chả có gì. Đà điểu đó, chiếc gì ta? Chiếc này gọi là chiếc mô tô đó. Mô tô đó. Em có này chở người à? Ước gì ở đây trong này có xe mà chở hai người nhở? Vui hơn lắm. Chết ngàn nào Simi? Hả? Đâu? Chết ngàn của tôi rồi đó. Ủa, Lucy, quá đã. Đây là chocobo cực kỳ hiếm mà sao bà có được hay vậy? Ủa chở hai người nè. Chết ngàn của tôi. Hả? Cái gì? Đang phải chocobo nè, chết ngàn. Gì? Chết ngàn rồi đó. Lại đó. Ôi, xe đó. Bà cứ hỏi các bạn đi, chắc các bạn biết chết ngàn chứ gì á. Ờ vậy á. Trời ơi. Wow. Ê, tôi... Bảo đại dương. Lucy chạy vào bảo đại dương luôn. Ê, tôi nhớ là con này hiếm lắm mà. Chứ có ai có mà sao bà có vậy? Trời ơi, bà đừng có nói chưa ai có, nắm có rồi đó. Cái này nắm cho tôi á. À, nắm có à? Trời ơi, hay vậy? Trời ơi, sướng. Tôi chưa có nữa. Trời ơi, chán. Ủa mà cái này là code hay gì à? Bà có code đúng không? Hay sao? Trời ơi, đừng nói cho ai nghe nhà Simi. Tôi còn code đó. À, bà còn code à?
Trời ơi, tôi đi, trời ơi, tôi không có con nữa à. Đâu, đâu, ở trong bọc cái này bị mật được không? Giờ tôi cho bà biết nhưng mà bà phải bí mật nha. Bây giờ tôi gửi qua tin nhắn cho bà không có được trai code nha. Ok, ok, code mà, trời ơi. Ok, bà gửi nha, để tôi ra, tôi check. Tôi vừa mới gửi xong cho bà, bà thấy chưa? Ok, ok, ồ, thế rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ nhập code nha, bây giờ đợi đi, tôi nhập code. Ok, bây giờ tôi đi xa xa đấy là ai nghe nào, ok, đi vào nhà đã. Ok, thì bây giờ đã Lucy đã gửi code nhà nha. Ok, ok, bây giờ Lucy đã gửi code cho mình, bây giờ mình sẽ gọi là nhập code nha. Thì nếu mà bạn nào không biết cách nhập code thì nó rất đơn giản thôi, thì đây, ví dụ đó, bấm phần quà này, bây giờ mình sẽ bấm vào đó. Các bạn thấy skin nào không? Đây là skin mới của Mini World, nó đang gọi là đang chuẩn bị ra, nhưng mà phải ai có code mới có được. Ok, đây là mình sẽ bấm vào cái phần hoạt động và mình bấm vào phần quà mã kích hoạt, tức là code. Và đây rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ nhập cái code đầu tiên nha. Ok, và đây là code mà Lucy đã gửi của mình để mình coi nó như thế nào ạ. Kích hoạt. Ôi, mình được một cái dưa hấu. Ồ, vẫn miệng luôn các bạn. Wow, một cái kính râm. Ủa sao đây lại đồ con trai vậy? What the heck? Ủa đây là con trai mà. What? Ủa lại là... À, có con gái nè. Oh my god. Ủa tức là mình nhận hai set trai và gái luôn các bạn. Wow. Wow, vẫn viện luôn. Trời ơi. Trời ơi. Qua vĩnh viễn các bạn ơi. Wow, Lucy tốt quá. Ok, thì bây giờ mình còn một code nữa. Bây giờ mình sẽ nhập thử nha. Nước cái code tiếp theo là code gì đây? Trời ơi, đây là 6. Đây là chocobo mà. What the heck? Wow, là sao đây? Lucy, sao cái code mà kinh dở. Trời ơi. Ê, thật ra cái code của bà đưa là vừa có full set nhân vật mùa hè và có chocobo nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ ra ngoài đây và mình sẽ hình như là đây thú cưỡi nè. Đây chocobo đó. Đó. Ta-da. Trời ơi là trời. Cái này mới gọi là. Các bạn thấy được đây là con thú cưỡi cực kỳ hiếm. Wow. Trời ơi, chocobo nè. Ok, bây giờ mình sẽ vào khoe Lucy. Ok, rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ khoe Lucy nha. Biết Lucy ở trong đấy không? Không sao. Lucy, hello. Ok, là tôi này. Ở sao gọi đó. Ta-da. Trời ơi, tôi không ngờ được con này luôn á. Cảm ơn Lucy nha. Trời ơi, các bạn ơi. Nó các bạn không biết đây là con thú cưỡi hiếm nhất trong Mini World và không phải ai cũng có đâu, mà mình với Lucy đặt con đấm nữa. Cậu Lucy nha. À ơi, hình như là lúc nãy là nó cũng cho tôi cái set nhân vật mùa hè, hay bây giờ tôi mặc thử ra. Đâu Lucy? Đó, đi mặc thử cho. À, đúng rồi, ok. Bây giờ mình sẽ làm sao để hồi sinh lại nhỉ? Bấm hack à? À ok rồi, ok. Ok, bây giờ mình sẽ thử mặc cái ố sơ sơ ố sơ cắt tụi này à Lucy. Bạn chỉ cần đi xa là nó tự biến mất à. À dạ, xa thử. Biến mất coi. Đâu, biến mất đâu. À ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử set của cái nhân vật đấy thử xem coi. Hình như mình có thể đổi ở ngoài. À bây giờ mình ra bên ngoài, bây giờ mình ra ngoài đổi luôn. Rồi, đổi đẹp mặt. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ ra ngoài. Hình như là mình sẽ vào nhân vật trang phục. Đấy. Đã có đi. Ở không, đây. Wow. Các bạn như này mình có tóc của cái này. Ủa mình có tóc này nữa à? Hay vậy. Ờ nhưng mà đây. Wow, hay nha. Ủa này đổi màu được ba. Hình như mình có cách nhờ cách đổi màu. Ờ những tóc mình màu xanh mà đúng không? Nhất là biểu hiện. Wow, các bạn nhìn nè, mắt xanh nè, mắt mình nè. Trời ơi. Đổi mặt là kính. Ủa có kính rồi nè. Trời ơi, ngầu vậy. Wow, hay nha. Trời ơi. Cái này cũng được. Cũng tốt, hình mình giống này đó. Thôi mình giống này đi, cho khác Lucy tí. Có này là mình có cái áo này. Ủa áo này thì nhìn cũng được nè. Cái áo này cũng ngầu. Đó cũng được. Đa quần là mình mặc set của con trai cũng được nè. Nhìn nó cũng ok mà. Giày thì dép này. Ủa dép này còn nơi cũng đẹp. Mình có dùng này được không? Dùng. Trời ơi có bắn trời sau lưng mày luôn. Hay chưa? Wow hay nha. Không biết mình có thể đổi một tóc không ta. Coi. Rồi ok, thì bây giờ mình đã thay đổi nhân vật của mình. Đây các bạn thấy không? Đó, nhìn rất là ngầu.
Ok, thì bây giờ mình sẽ vào qua cậu Lucy và để gặp Lucy. Oh my god. Thế này mình và Lucy tại trở thành hai sẽ sinh đôi mất. Oh my god. Ok, đâu? Timmy. Hello. Wow, nhưng mà tôi mặc đồ con trai nhưng mà tôi thấy nhành ngấu à. Wow. Trời ơi, sao phải làm con trai Timmy? Ôi, nhưng mà tôi thấy mặc này nhìn nó cầu mà. Trời ơi, thì bà thì mặc đồ khác bà tí chứ. Trời ơi, giống bà với bạn tự mình hai chạm sinh đôi. Trời ơi, Lucy nha. Oh, ok, hôm nay mình đã được Lucy tặng cho mình gọi là một con chocobo cực kỳ hiếm. Đây, Lucy lên nó chợ em. Trời ơi, wow. Không biết nữa. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Wow, hay quá à. Ok, cảm ơn Lucy nha. Trời ơi, hôm nay Lucy đã tặng mình một gọi là bộ skin gọi là rất là mát mẻ, skin mùa hè, và tặng cho mình con chocobo cực kỳ hiếm nữa. Ok, thì video của mình và Lucy chỉ như này thôi. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình và Lucy một nút đăng ký, nút like và đừng quên bật lượng phía dưới nếu các bạn muốn mình và Lucy làm video gì tiếp theo nha. À, các bạn có bị nghĩ mình có nên xây nhà cho chocobo này không, thì các bạn đừng quên comment phía dưới lại nha. Thì mình nghĩ chắc tập sau mình sẽ xây nhà cho chocobo. Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và bye. Anh nhớ. Bye.